Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay chuẩn bị đi một cái phiên tòa về tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất. Và thôi thì cũng sẵn cái dịp này để mà nói cho quý vị và các bạn biết về cái việc là tranh tụng tại tòa như thế nào. Một cái video của tôi sẽ giúp quý vị và các bạn rõ hơn về những cái quy định của pháp luật tranh tụng tại tòa và tình huống thực tế. Tôi sẽ đưa cho quý vị và các bạn những cái quy định của pháp luật và sau đó là đưa những cái tình huống thực tế. Thưa quý vị và các bạn, cái bộ luật tố tụng của dân sự sẽ điều chỉnh những cái việc, những cái cách thức, những cái hình thức đơn khởi kiện, nội dung đơn khởi kiện, những cái quy trình mà chúng ta sẽ đi nộp đơn khởi kiện. Viện kiểm sát tham gia phiên tòa hoãn và tất tần tập những cái gì liên quan đến tố tụng thì được quy định trong bộ luật tố tụng dân sự nha quý vị. Thì điều 247 nội dung và phương thức tranh tụng tại tòa. Trong điều 247 này có tất cả là 3 khoản. Khoản 1, tranh tụng tại phiên tòa bao gồm việc trình bày chứng cứ, hỏi, đối đáp, trả lời, phát biểu quan điểm và lập luận về đánh giá chứng cứ, tình tiết của vụ án dân sự, quan hệ pháp luật tranh chấp và pháp luật áp dụng để giải quyết yêu cầu của đương sự trong vụ án. Thường thì ở cái giai đoạn tranh luận, tranh tụng tại tòa thì chúng ta không có cần phải quá nhiều và quá cầu toàn. Thì tí nữa tôi sẽ đưa ra một cái trường hợp thực tế. Chúng ta biết là sau khi, nếu quý vị và các bạn chưa xem những cái phần phía trước của tôi thì trong một cái phiên tòa nó gồm có 5 phần. Thứ nhất, nó sẽ gọi là phần bắt đầu phiên tòa. Thứ hai là phần hỏi. Thứ ba là phần tranh luận. Thứ tư là phần nghị án và tuyên án. Thì đây là một cái phần là tranh luận tại tòa. Việc tranh tụng tại tòa được tiến hành theo sự điều khiển của chủ tọa phiên tòa. Dĩ nhiên rồi quý vị và các bạn, khi chúng ta đến tòa thì chúng ta phải sự điều khiển của chủ tọa phiên tòa. Chủ tọa phiên tòa nói rằng là bây giờ sau khi điều khiển thì chủ tọa phiên tòa nói bây giờ tới cái phần mà luật sư bảo vệ quyền lợi, luật sư của nguyên đơn, luật sư có câu hỏi gì không, hoặc trong trường hợp là bị đơn tới phần trình bày của bị đơn. Thứ ba, chủ tọa phiên tòa không được hạn chế thời gian tranh tụng, tạo điều kiện cho những người tham gia tranh tụng trình bày hết ý kiến và có quyền yêu cầu họ dừng trình bày với những ý kiến không liên quan đến vụ án dân sự. Thì cái này thì chúng ta được biết rồi. Nếu như trong trường hợp ở phần phía trước đó chúng ta đã nói rồi thì chúng ta cũng sẽ không nói lại, để tránh những cái trường hợp mà có những cái đương sự họ chỉ nói một vấn đề và họ đã gọi là lập cái từ là gọi là nhai đi nhai lại rất nhiều lần. Mà trong một cái phiên tòa dân sự thì có rất là nhiều nguyên đơn, rất là nhiều nguyên đơn rồi bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Nếu trong trường hợp về mặt luật thì không được hạn chế tranh tụng. Tuy nhiên nếu như trong trường hợp không cắt lời thì không biết cái vụ án xét xử nó sẽ đi tới như thế nào. Cho nên tùy nghi, tùy theo cái tính chất mức độ mà thẩm phán thấy rằng trong trường hợp này thì mình xét thấy là thôi đương sự ơi, ông bà đã nói cái phần này rồi, bây giờ không nói lại nữa. Bây giờ chúng ta đi vào một cái trường hợp thực tế là tranh tụng tại phiên tòa. Một cái tình huống tôi đưa ra như thế này. Đương sự là một nguyên đơn, ông đi khởi kiện tại tòa án. Ông bảo rằng gia đình ông có tổng cộng là 7 anh chị em, ba mẹ thì chết hết rồi. Thì sau khi ba mẹ chết thì ông đã khởi kiện đến tòa yêu cầu được 1/7 sức thừa kế. Và quý vị và các bạn biết rồi, trong cái quá trình hòa giải thì phía bị đơn á, cái người quản lý sử dụng đất họ không có đồng ý cho ông được 1/7 suất thừa kế, mặc dù là ông nói rằng ông không có chia nhà nhưng mà người ta vẫn không có đồng ý. Và thế là
ông khởi kiện lên tòa. Trong suốt cái quá trình đo vẽ, định giá, hòa giải, cung cấp chứng cứ thì bị đơn cũng không có đồng ý, mặc dù trong một số những anh chị em ruột thì có người là từ chối di sản, có người nói thôi tôi không nhận đâu, có người thì nói rằng là tôi nhận nhưng mà tôi cho lại cái phần này cho anh A và chị B. Và cho đến trước thời điểm mà vụ án được đưa ra xét xử thì không có đồng ý. Tiếp tục tới giai đoạn tranh luận thì ông nguyên đơn ổng sẽ nói như thế này: thưa tòa, tôi là một trong những người con của ông A và bà B. Ông A và bà B là người để lại di sản cho tất cả các con, và trong cái quá trình đó thì ba mẹ tôi không để lại di chúc. Thế có nghĩa rằng là tất cả các người con sẽ được hưởng cái thừa kế mà ba mẹ để lại theo quy định của pháp luật. Và giống như tòa thấy rồi, tôi là người có tên trong giấy khai sinh, cũng giống như ba mẹ tôi, bảy anh chị em khác đều có tên trong giấy khai sinh. Có thể là anh A anh không nhận cái tài sản này, và anh B anh nhận và anh cho lại người khác. Tuy nhiên bản thân tôi thấy rằng tôi cần lắm cái suất thừa kế theo quy định của pháp luật. Và theo tôi là người dân, tôi biết được rằng trong trường hợp tôi là con hàng thừa kế thứ nhất thì tôi sẽ được hưởng một suất thừa kế theo quy định của pháp luật. Tôi thiết nghĩ rằng là trong 1.400 mét vuông đất này chia ra làm 7 người con thì mỗi người được 200 mét vuông. Và tôi cho rằng là kính mong tòa án chấp nhận yêu cầu khởi kiện của tôi là buộc phía ông quản lý sử dụng đó, ông bị đơn, phải có nghĩa vụ chia cho tôi 1/7 suất thừa kế tương đương với 200 mét vuông. Và trong trường hợp này chúng ta chỉ cần trình bày và nhắc lại cái toàn bộ những cái điều kiện mà chúng ta đưa ra khi yêu cầu nguyên đơn về hàng thừa kế, về diện thừa kế, về di sản của ba mẹ để lại. Nói chung thì trong cái nghề của chúng tôi mà thường là tranh tụng, thì nếu trong trường hợp quý vị và các bạn có mời luật sư thì cái nguyên đơn này chỉ cần nói là tôi đồng ý ý kiến của luật sư mà thôi, còn lại thì tất cả đều do luật sư sẽ làm trong cái vấn đề này. Còn nếu như trong trường hợp các bạn tự đi thì hồi nãy các bạn đã được nghe luật sư trình bày rồi đó, đã nghe tôi hướng dẫn rồi đó. Chúng ta sẽ đưa một trường hợp thực tế, và trên cái trường hợp thực tế này chúng ta biết rằng chúng ta sẽ tự mình trình bày. Còn nếu như trong trường hợp quý vị và các bạn nghe không kịp do luật sư nói nhanh quá thì các bạn cũng có thể tua đi tua lại rất là nhiều lần để nắm bắt được những cái tình huống thực tế trong cái đơn khởi kiện của nguyên đơn. Và tôi nghĩ rằng nếu trong trường hợp các bạn đi khởi kiện cha mẹ là người để lại di sản và mình là một trong những người con ruột, người trong cái hàng thừa kế, thì cái việc mà chúng ta được tòa án chấp nhận một phần cái đơn khởi kiện là có cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn sẽ được luật sư cầm tay chỉ việc trong một số cái hướng dẫn về khởi kiện chia thừa kế, hướng dẫn về khởi kiện án hành chính. Và trong những cái chừng mực nào đó thì nếu trong quý vị và các bạn hiểu thêm được những cái quy định của pháp luật, tôi rất mong được sự ủng hộ và comment từ phía quý vị và các bạn. Tôi xin chân thành cảm ơn.